đường Hồ Văn Huê, phường 9 Phú Nhuận nè quý vị. Đây là số 38 nè. Lăng á. Bây giờ là Phan Đăng Lưu, về trái là về ngã tư Phú Nhuận, rẽ phải là về phi trường Tân Sơn Nhất. Bên phải là cái trung tâm hội nghị tiệc cưới White Palace này gì. Bên đây phải là nhà thi đấu quân khu 7 nè. Đây là góc đường Thiên Lang với lại Công Lý nè. Bên đây là cổng của quân khu 7 nè. Bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối ngày 15 tháng 3.
vực đường Cộng Hòa nữa vậy, hướng về Bà Quẹo nè. Đây là cầu vượt Hoàng Hoa Thám, bắc qua đường Hoàng Hoa Thám phía dưới thì thẳng đây là đường Cộng Hòa. Đây buổi tối Sài Gòn lên đèn. Đường Chinh ấy vậy, ngày xưa là Lê Văn Việt, biểu trái cho ngã tư Bể Hiền á. Thank you, see you, good night quý vị ha.